Hello, hello. xin chào các bạn đã đến với thuận khắp đồ ngày hôm nay. Hôm nay đó là tối ngày thứ tư tại Hoa Kỳ bây giờ là khoảng gần 8 giờ rưỡi tối giờ Cali các bạn ở Việt Nam nó còn là bước qua là ngày thứ năm rồi và trong video này để chúng ta cũng có khá là nhiều những thông tin ở bật tôi muốn chia sẻ với các bạn chúng ta đương nhiên sẽ nói về cái sự kiện rất lớn ngày hôm nay liên quan tới SEC họ đã lên tiếng nói là sẽ kháng cáo các bạn thì điều này có nghĩa như thế nào ảnh hưởng ra sao với lại XRP với lại công ty Ripple và tại sao họ lại muốn kháng cáo và ảnh hưởng như thế nào đối với những cái vụ kiện mà họ đang có bây giờ với lại Coinbase, Binance vân vân đó là một cái đề tài rất lớn tôi sẽ dành thời gian để mà chia sẻ với các bạn thứ nhì nữa đó thì sàn Coinbase cũng đã chính thức ra mắt cái mạng lưới tầng hai của Ether là Base và thứ ba thông tin lớn đó chính là liên quan tới chỉ số CPI các bạn đó chính là chỉ số sẽ được công bố vào ngày mai tại Hoa Kỳ cũng như là tối nay tại Việt Nam và một số những cái thông tin nổi bật khác Trước hết tới chúng ta cũng như thường lệ hãy nhìn vào tình hình chung của chứng khoán Hoa Kỳ thì hôm nay các bạn thấy đã kết thúc đó chỉ số Nasdaq giảm 1.1% cho bạn và S&P 500 thì giảm 0.7 và Dow Jones thì giảm 0.5% nhưng mà hiện bây giờ đó pre market đã hồi phục lại một chút mặc dù là chúng ta sẽ nhận được cái thông tin liên quan đến chỉ số CPI trước khi mà thị trường mở cửa ngay bây giờ đó thì những trader Ít ra họ cũng lạc quan hơn một chút về những gì chúng ta nhận được liên quan đến CPI Chúng ta cũng sẽ nói tới đề tài này một lát nữa Và chúng ta có thể nhìn thấy được là cái hợp đồng của dầu đã tiếp tục tăng trưởng Bây giờ mức là 84 đô và 29 cent cho một thùng dầu các bạn Mới đây thôi, cái tiền khoảng những vài tuần các bạn thấy được là cái con số này đó, nó giảm dưới 70 đô la Bây giờ đã, đã tăng ngược trở lại rồi Và nói chung nó ở mức là 84 đô 29 cent Dựa vào lịch sử trong vòng khoảng chừng là hơn một năm qua đây thì không phải là con số cao Nhưng mà trong vòng khoảng chừng 6 tháng qua thì các bạn thấy được đây cũng là cái mức coi như cao rồi tại vì các bạn thấy được là cái giá hợp đồng dầu đó mức là từ 70 đến 80 đương nhiên đây sẽ là một cái chỉ số mà ảnh hưởng đến phần trăm lạm phát CPI rồi chúng ta nói tới vàng đó thì vàng không có động tĩnh các bạn hôm nay mức là 1950 và chúng ta nhìn vào chỉ số DXY ngày hôm nay đó thì các bạn đã thấy ở mức là 102 điểm Chúng ta cũng đã vừa thấy chỉ số này đã dưới 100 điểm nhưng mà đã nhanh chóng có cái sự tăng trưởng trở lại các bạn và cái mức cao đó chúng ta đã biết là mức khoảng chừng 114 điểm hồi tháng 9. Tuy đã giảm xuống từ mức cao nhưng mà chúng ta thấy là chỉ số này đã không muốn xuống dưới 100 điểm thời gian quá lâu. Và đây là cái chỉ số mà đo lường sức mạnh đồng đô la so với những đồng khác như là đồng Yen, đồng bảng Anh, đồng Euro vân vân thì các bạn thấy đồng đô la bây giờ vẫn còn đang rất là mạnh. Mặc dù là chúng ta thấy chứng khoán nó cũng tơi tả trong vòng mấy ngày hôm qua ở Hoa Kỳ, chúng ta nhìn thấy được chỉ số DXY vẫn tăng trưởng, chúng ta thấy được là chỉ số CPI ngày mai có khả năng là sẽ tăng chứ không phải là giảm, nhưng mà chúng ta vẫn thấy được là BTC vẫn giữ được cái mức tương đương như ngày hôm qua các bạn như là khoảng 29.600 đô. Mặc dù ngày hôm nay chúng ta nhận được cái thông tin xấu liên quan tới SEC đã sẽ kháng cáo, nhưng mà BTC vẫn giữ được cái mức như là ngày hôm qua các bạn là 29.565 hiện bây giờ chúng ta nhìn thấy được là tới ngày hôm nay cũng không có phản ứng gì khi mà có thông tin đó và đặc biệt XRP cũng vậy các bạn XRP thì vẫn giữ được một cái phần tăng trưởng sau khi mà chúng ta có thông tin là XRP không phải là chứng khoán ngày hôm nay đã có thông tin là SEC kháng cáo thì giá của XRP cũng vẫn giữ được cái mức là khoảng 63-64 cent cho à, một đồng XRP giảm một à, phần so với cái mức cao các bạn thấy được là sau khi có tin thì cũng đã tăng vọt lên tới mức là 70 mấy cent nhưng mà bây giờ các bạn thấy vẫn giữ được cái mức tăng trưởng so với cái mức mà trước khi có thông tin tốt liên quan tới XRP không phải là chứng khoán đến từ thẩm phán Taurus và ngày hôm nay đó nhiều cái thông tin nói là SEC kháng cáo việc đồng XRP không phải là chứng khoán nhưng mà không phải để các bạn cái sự việc nó phức tạp hầu chút để thường chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được là tổng số hóa ngày hôm nay thì không có sự thay đổi các bạn ngay thời điểm này đó là 0.0% phần trăm BTC như nồng lớn thì cũng là như vậy. Trong vòng 24 giờ qua đó thì trong tháng 100 này chúng ta thấy được là đồng Flexcoin tăng 12.2%. Chúng ta có Aptos các bạn, Aptos hôm nay đã tăng 11.1%. Và đối với mọi nào mà là fan của Aptos đó, thì các bạn có thể đã nhận được thông tin rồi. Đó chính là cái tin tức liên quan đến cái um, hợp tác mới giữa Aptos và Microsoft chi tiết hơn đó là Aptos được tích hợp vào cái hạ tầng AI của Microsoft như là họ sẽ có thể sử dụng những cái là ChatGPT à, để có thể tích hợp với mạng lưới của họ có thể hỗ trợ những cái người lập trình và chatbot AI của Microsoft cũng có thể giúp đỡ giải đáp thắc mắc của người dùng à, và các bạn thấy được là đương nhiên khi mà có sự hợp tác này đó, thì Aptos có thể sử dụng cái giải pháp đám mây của Microsoft chính là Azure thì cái thông tin này là thông tin nói chung là tốt cho Aptos các bạn và chúng ta đã thấy là giá cũng đã có phản ứng rồi Cái đó là Rocket Pool các bạn hôm nay đó thì hồi uh, họ phục trở lại là 10.6% đồng số nhiều nhất trong vòng 24 giờ qua cũng không có đồng nào có được xuống nhiều quá đâu chúng ta có XDC Network uh, thì giảm 7.6% có Optimism giảm khoảng 7% và Robit thì giảm khoảng 6% các bạn và ngày hôm nay nên thì các bạn thấy được là nói chung thì có nhiều màu xanh hơn là màu đỏ mặc dù chúng ta đã có một một cái thông tin rất là lớn liên quan tới SEC thì chi tiết hơn là như thế nào à, thùng cũng đã chia sẻ một bài viết chi tiết nhưng mà tôi dành thời gian để mà giải thích thêm để các bạn hiểu những gì đang xảy ra và các bạn có nên quan tâm hay là không thì SEC hôm nay đó đã gửi một cái lá thư đến cho thẩm phán Torres và đây là thẩm phán mà đã xử cái sự việc liên quan tới à, đồng XRP không phải chứng khoán và họ cho biết là họ có ý định nộp đơn kháng cáo nghĩa là ngay thời điểm này họ vẫn chưa nhưng mà họ đã có ý định là sẽ nộp đơn kháng cáo tôi nghĩ là họ sẽ làm cho bạn tại vì nếu không họ cũng không cần phải gửi cái lá thư này và SEC đó sẽ kháng cáo về phần nào từ quyết định của thẩm phán Torres và điều này đã có ảnh hưởng như thế nào đối với Ripple, XRP, Coinbase, Binance vân vân thì những gì mà các bạn cần biết đó là chúng ta sẽ nói tới đầu tiên là bốn điều hồi sáng này đó thì các bạn thấy đã có nhiều tin đồn và có một cái hình được chia sẻ cái hình này là các bạn à, và nhiều người chia sẻ hình này nói đó là SEC tuyên bố là không kháng cáo nhưng mà các bạn thấy đây chỉ là một cái hình giả mà thôi đây là một cái hình người ta photoshop vào cho nên đây là tin giả nhưng mà ngay sau đó chúng ta có thông tin là thẩm phán Toys đã ra quyết định hôm nay là dự kiện giữa SEC và Ripple đó sẽ ra tòa trước bồi thẩm đoàn vào quý 2 của năm 2024 vậy là những cái thông tin này các bạn đã nhìn thấy trên màn hình thì điều này nghĩa là gì? Có nhiều bạn sẽ thắc mắc nói không phải vụ này đã xử xong rồi hay sao? Không phải đâu các bạn, nếu như mà chúng ta trả về dòng thời gian đó, các bạn nên nhớ là SEC đó không những là kiện công ty Ripple là bán XRP là chứng khoán mà chưa có đăng ký mà SEC đó cũng kiện luôn hai nhân vật chính của công ty Ripple đó chính là CEO Brad Garlinghouse và các bạn thấy được là co-founder là Chris Larson thì hai người này đó cũng được để tên vào văn bản kiện nói là hai người này đã biết XRP là chứng khoán nhưng mà cố tình vi phạm. Đương nhiên đây chỉ là một cái vụ kiện dân sự mà thôi, Có nghĩa là cùng lắm là đóng bạc chứ không phải là kiện hình sự các bạn. Họ không nói là hai người này làm cái gì đó liên quan tới lừa đảo, họ chỉ nói là hai người này đã bán chứng khoán nhưng mà chưa có đăng ký thì đây chỉ là một điều kiện dân sự nhưng mà đây là một phần khác mà chưa được xử và chúng ta cũng đã nhớ đó là cách đây vài tuần thì thẩm phán của vụ này là Thors cũng đã nói là hai bên bây giờ đó thì hãy đàm phán đi nghĩa là giữa công ty Ripple và SEC hãy đàm phán coi là các phần còn lại sẽ xử lý ra sao tại vì các bạn đã nhớ đó là thẩm phán đã quyết định về XRP và họ đã, đã quyết định là token XRP không phải là chứng khoán nhưng mà khi công ty Ripple bán XRP trực tiếp cho những tổ chức đầu tư đó thì đó là một hợp đồng đầu tư mà chưa đăng ký tại vì rõ ràng là những tổ chức đầu tư đưa tiền trực tiếp cho công ty ripple để họ phát triển cái nền tảng phát triển cái hệ thống của họ để XRP của giá trị cho nên đó là một hợp đồng đầu tư cho dù là có hợp đồng chính thức hay không đó thì đó vẫn là một hợp đồng đầu tư theo định nghĩa của luật và việc đồng xrp bán trên sàn chứng khoán thì không phải tại vì người mua thực chất cũng không biết là họ đưa tiền cho ai họ chỉ biết là có người bán cho nên có người mua mà thôi không giống như là mua trực tiếp trên công ty ripple đó là cây thẩm phán đã xử cây vụ đó nhưng mà các phần còn lại đó thì họ nói thay vì lãng phí thời gian của mọi người hai bên đó, nên có thỏa thuận cho tới bây giờ vẫn chưa có bất cứ một thỏa thuận nào hết các bạn và tôi cũng đã chia sẻ những cái suy nghĩ trước đây từ nhiều luật sư đó ngay thời điểm này nếu như mà SEC thỏa thuận thì SEC cực kỳ yếu thế sau khi mà họ coi như đã thua cái việc là chứng minh token XRP là chứng khoán mà bây giờ đi thỏa thuận phần còn lại thì họ sẽ rất là yếu thế cho nên khả năng cao là họ sẽ không có thỏa thuận và việc mà SEC muốn tiến một bước nữa để mà kháng cáo đó là điều hoàn toàn có thể tôi cũng đã chia sẻ với các bạn trong những video trước đây thì bây giờ hai bên không có thỏa thuận thì phải ra tòa trước bồi thẩm đoàn Và các bạn thấy được là thẩm phán đã, đã ra cái quyết định là sẽ ra tòa vào quý 2 năm 2024 Nhưng mà ngay sau đó các bạn thấy được là SCC lại gửi cái lá thư tới thẩm phán về cái ý định kháng cáo của họ Và đề nghị thẩm phán đó đình lại việc xét xử phần còn lại của vụ kiện này Nghĩa là bây giờ tạm ngưng à, Và họ nói là quyết định liên quan tới Uh, cái việc là bán trên sàn liên quan tới XRP đó thì ảnh hưởng đến nhiều vụ kiện khác và bây giờ họ đề nghị là tạm đình lại để họ có thể là kháng cáo như là SEC đó đang câu giờ các bạn họ không muốn muốn tiếp tục tiến tới cái phần còn lại điều này là một điều mà khiến cho nhiều người phải suy nghĩ điều thứ tư đó Tuy có nhiều nguồn nói là SEC kháng cáo quyết định về XRP không phải là chứng khoán nhưng mà không phải đâu các bạn. SEC đó kháng cáo về việc thẩm phán vạch rõ sự khác biệt giữa bán XRP trực tiếp từ Ripple tới các tổ chức và XRP bán trên sàn cho dù là cái số lượng XRP bán trên sàn đó có phải là được bán bởi Ripple hay là không. Tôi nên chia sẻ với các bạn, đó là lập luận từ thẩm phán Taurus. Một cái đó là hợp đồng đầu tư mà chưa đăng ký, nghĩa là Ripple bán cho các tổ chức phần còn lại đó XRP bán trên sàn thì là không phải và lưu ý các bạn thấy được là SEC đã không kháng cáo quyết định XRP không phải là chứng khoán họ chỉ kháng cáo cách bán XRP trên sàn bởi Ripple họ nói đó cũng là một hợp đồng đầu tư hai cái này khác nhau các bạn cho nên các bạn thấy được là nhiều người mới đọc lần đầu đó thì họ cảm thấy là khó hiểu nhưng mà đây là một điều mà sau khi mà mọi người hiểu hơn nữa thì mọi người lại càng không hiểu hơn tại vì các bạn thấy là chúng ta chờ đợi SEC ra quyết định kháng cáo hay là không Cuối cùng họ đã quyết định là sẽ kháng cáo Nhưng mà họ lại không có kháng cáo việc token XRP không phải là chứng khoán Mà họ chỉ kháng cáo cái việc là nếu như mà công ty Ripple bán token XRP trên sàn Thì đó vẫn là một hợp đồng đầu tư thì họ vẫn là vi phạm luật chứng khoán tại vì người mua tuy không biết là mua từ Ripple nhưng mà đó cũng là một hành động là họ đang gây vốn cho công ty tại vì họ là người bán trực tiếp đó là điều mà SEC kháng cáo đây họ không có nói gì liên quan tới token XRP không phải là chứng khoán nghĩa là họ cũng chấp nhận token XRP của bạn là chứng khoán cho nên điều này làm cho nhiều người cực kỳ khó hiểu luôn các bạn tại sao họ lại đi kháng cáo một cái mà nhiều người cho là cũng chẳng quan trọng thì để Thùng chia sẻ thêm để các bạn hiểu uh, một cái cách nhìn đến từ uh, những cái mà thường đã nhận được sau khi mà đọc cái lập luận từ những luật sư bây giờ đó thì bước kế tiếp như thế nào Thứ nhất đó, thẩm phán Torres hoặc là tòa phúc thẩm có thể bác bỏ đề nghị này từ SEC có nghĩa là họ sẽ không chấp nhận kháng cáo. Nên nhớ rằng đó, cái vụ kiện này vẫn chưa kết thúc cho nên SEC phải được sự đồng ý bởi thẩm phán Torres thì mới có thể kháng cáo. Cho nên họ mới phải gửi lá thư. Như bạn hỏi thường là tại sao phải gửi lá thư mà không kháng cáo trực tiếp. Bây giờ SEC không có quyền để kháng cáo các bạn. SEC đó, một là họ phải chấp nhận kết thúc vụ kiện này ở đây rồi họ mới được quyền kháng cáo. Còn hai là họ phải được sự chấp nhận bởi to phúc thẩm hay là thẩm phán Torres đồng ý thì mới được kháng cáo cho nên họ mới gọi đã thư tới để xin thẩm phán Torres cho phép họ kháng cáo điều thứ nhì là trong vòng một tuần đó thì Ripple sẽ phải gửi đơn phản bác lại lá thư của SEC hoặc là trong vòng một tuần này đó, công ty Ripple có thể là đàm phán với lại SEC rồi chuyện kháng cáo này sẽ không xảy ra điều thứ ba cho dù thẩm phán đồng ý và tòa phúc thẩm đồng ý thì vụ này có thể kéo dài tới cuối năm 2024 và qua cả năm 2025 nữa các bạn có nghĩa là sẽ kéo dài khoảng chừng 2 năm nữa các bạn đến cuối một chu kỳ luôn. Điều thứ tư đó là đến cuối cùng các bạn nên biết là cho dù SEC kháng cáo thì quyết định cuối cùng của thẩm phán Thoris vẫn có thể là quyết định cuối cùng. Nếu như mà trong trường hợp là họ thắng kiện trong vụ kháng cáo này thì sẽ ra sao? Nếu như mà thẩm phán Thoris cái quyết định liên quan tới công ty Ripple bán token XRP trên sàn vẫn là chứng khoán thì tình hình sẽ như thế nào thì các bạn thấy được là trên cuối cùng đó, cho dù điều đó xảy ra nữa thì các sàn khả năng vẫn có thể tiếp tục list XRP tại vì bản thân của XRP không phải là chứng khoán như thường vừa chia sẻ đó SEC đâu có chống đối là quy định này đâu thì trả cho vì câu hỏi vậy thì SEC kháng cáo để làm gì các bạn thì tôi nghĩ thôi, đây là kỳ kiến nguyên nhân thôi, tôi nghĩ là họ muốn gây tổn thất tài chính cho Ripple Nếu mà Ripple không thể bán cái số lượng XRP còn lại chính sàn không thể bán trực tiếp cho các tổ chức đầu tư thì sẽ tổn thất rất là lớn các bạn Các bạn nên nhớ đó là công ty Ripple hiện bây giờ đã vẫn lưu trữ rất là nhiều uh, token XRP ở trong cái escrow của họ, nghĩa là ở trong cái uh, ví của công ty À, tính tới cuối quý 2 đó thì công ty Ripple hiện bây giờ vẫn đang lưu trữ là hơn 5 tỷ rưỡi token XRP và một trong những thu nhập mà công ty Ripple có đó là mỗi một tháng họ có thể bán một phần à, tại vì trước đây đó họ đã hứa với cộng đồng là họ sẽ lock cái phần còn lại và mỗi tháng chỉ bán một phần nhỏ mà thôi và đây là một cái thu nhập mà không hề nhỏ đối với công ty Ripple. Thì nếu như mà cái số lượng hơn 5 tỷ rưỡi token XRP này không được bán thì các bạn sẽ thấy được là họ tổn thất không hề nhỏ đâu. Tổn thất rất là nhiều so với lại cái con số là 200 triệu họ bỏ ra để mà dằn co ở trên tòa án với lại SEC. Và SEC đương nhiên biết điều đó rồi. Nhưng mà các bạn nên hiểu đó là cho dù là họ không thể bán, họ vẫn có thể sử dụng. Tại vì một phần còn lại của thẩm phán Toys nói là à, công ty Ripple đó được quyền sử dụng token XRP để mà trả lương nhân viên, à, dùng token XRP để mà đầu tư vào những dự án nếu như mà họ chấp nhận lưu trữ đồng XRP. Thì dù sao đi nữa, nếu như mà không bán được cũng sẽ hạn chế cái thu nhập của công ty Ripple rất là lớn và trả trở về khi mà chúng ta nói tới ban đầu đó tại sao mà thẩm phán Torres lại ra quyết định là dự kiện giữa SEC và Ripple sẽ ra to trước bộ thông đoàn vào quý 2 năm 2024 tại vì hai bên không thỏa thuận tại vì bây giờ đó SEC đang ở cái thế yếu hơn bây giờ đó họ có định kháng cáo như vậy thì các bạn được là họ biết nếu như mà cứ dằn co đó thì bên tổn thất sẽ là Ripple có thể là nhiều hơn và họ có thể là không muốn tiếp tục tổn thất nữa thì họ sẽ đàm phán với lại SEC Chúng ta không biết chờ thêm khoảng chừng nữa một tuần nữa thì mới biết bước kế tiếp như thế nào các bạn Và đương nhiên Thuận không phải là một luật sư, thường chỉ chia sẻ tất cả những gì mà được bình luận ở trên uh, X ngày hôm nay Bởi những luật sư với nhau về cái sự kiện này mà thôi và các bạn đã nhớ đó là Trước đây SEC cũng đã từng kiện rất nhiều dự án và chúng ta có một trong những dự án bây giờ đó vẫn còn đang hoạt động đó chính là dự án EOS các bạn. Và EOS là một trong những dự án mà đã kêu gọi vốn rất là nhiều. Tôi nhớ là họ kêu gọi vốn lên tới khoảng chừng là 4 tỷ đô la. Thì sau khoảng chừng là 2 năm dàn co với SEC đó cuối cùng thì họ đã quyết định là đóng phạt 24 triệu đô la. À, và sau đó thì các bạn thấy là EOS thì vẫn tồn tại chỉ là block one không phải là công ty có cái quyền quản lý trực tiếp với token này nữa mà thôi và các bạn thấy được là một dự án mà kêu gọi được 4 tỷ đô la mà chỉ có đóng phạt 24 triệu mà thôi thì là một con số đó không có hề hứng gì hết đối với số tiền mà họ kêu gọi được nhiều người cho là tới cuối cùng đó thì uh, công ty Ripple cũng đóng phạt đương nhiên rồi tại vì một phần họ bán đó chính là hợp đồng đầu tư mà chưa đăng ký thì phải đóng phạt nhưng mà phần đóng phạt đó sẽ không là bao nhiêu hết và SEC đang cố gắng để có thể ép buộc công ty Ripple đóng phạt cái phần nhiều hơn Cho nên mới có cái vụ kháng cáo này mà họ chỉ kháng cáo một phần Đó chính là hạn chế việc công ty Ripple tiếp tục bán đồng XRP mà thôi Chứ không có nói đồng XRP là chứng khoán Đây là hai điều khác nhau các bạn Cho nên thuộc muốn nói lại cái phần đó để các bạn hiểu rõ hơn là tình hình như thế nào Và khi mà mọi người hiểu được, các bạn thấy được là thị trường cũng không có nhiều sự phản ứng Cho dù là SEC đã ra quyết định là họ sẽ kháng cáo. Tại vì nếu như mà SEC thực sự kháng cáo token XRP là chứng khoán đó thì cái đó là một chuyện khác nữa. Điều này không phải. Và nhiều người cho là SEC đã lãng phí tiền của người đóng thuế. Tại vì họ kéo dài như vậy thì có lợi gì các bạn? Tại vì họ đã chi rất, rất là nhiều rồi để mà chống đối với lại công ty Ripple trong vòng hơn 2 năm qua. Và ngay cả cái vụ kiện của US các bạn thì họ kiện US nhớ là ít nhất là khoảng 1-2 năm gì đó. Sau đó thì các bạn thấy là họ chỉ thu về được có 2-4 triệu mà thôi Trong khi 2 năm đó họ có thể là chia ra rất là nhiều cho luật sư Một cái sự kiện khác nữa mà nhiều bạn có thể đã nhớ đó là Năm 2020, sau một thời gian dằn co với Telegram Lúc đó thì các bạn đã Telegram thì muốn tung ra một mạng lưới có tên là Telegram Open Network có một token là token TON và SEC đó đã nói đó là một chứng khoán thì sau một thời gian dằn co cuối cùng Telegram đã quyết định là sẽ đóng lại dự án đó và sẽ hoàn trả 1 tỷ 2 cho những nhà đầu tư và đóng phạt có 18 triệu thôi các bạn 18 triệu đó với nhiều bạn là con số cực kỳ kinh khủng nhưng mà đối với lại một cái sự kiện lớn và SEC phải chi ra biết là bao nhiêu tiền pháp lý mà chỉ thu về có 18 triệu thôi thì nhiều người cho đây là một cái sự lãng phí Uh, tiền của của SEC và đó là tiền đến từ người đóng thuế và các bạn nên hiểu đó là ngay bây giờ chúng ta vẫn thấy có token ton xuất hiện các bạn thì tại sao có thể nhiều bạn nói là nếu như mà đã đồng ý đóng dáng này thì tại sao chúng ta vẫn có uh, token ton thì bây giờ xếp hạng thứ 19 uh, thì lý do đó là sau khi mà công ty Telegram quyết định là họ sẽ không tiếp tục với dự án này nữa thì họ đã tung ra cái mã nguồn thành một mã nguồn mở và bất cứ một cộng đồng nào cũng có thể tiếp tục và họ đã tiếp tục và tạo ra token Tone mặc dù là bây giờ Telegram vẫn có cái mối quan hệ nhưng mà các bạn thấy được là họ cũng đã tránh được cái sự dòm ngó của SEC cuối cùng thì đồng Tone cũng có cho nên cuối cùng thì SEC có thật sự là thắng hay là không Chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi nhưng mà đây là những gì mà Thu muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới SEC kháng cáo để các bạn hiểu rõ hơn. Và nói tới SEC đó, thì các bạn thấy là hồi sáng đây cũng có thông tin là Chủ tịch uh, Gary Gensler cảnh báo về sự bất ổn tiềm ẩn Do sự tích hợp nhanh chóng của AI trong lĩnh vực tài chính Từ khi mà các bạn thấy BlackRock đệ đơn Bitcoin Spot ETF đó, Thì Gary chuyển qua rất quan tâm đến AI Mà gần đây các bạn thấy là Gary Gensler cũng không có xuất hiện nhiều liên quan tới crypto nữa Và trong những buổi họp báo đó, mỗi lần mà có ai hỏi tới crypto Thì gần đây Gary Gensler cảm thấy là không thoải mái lắm Các bạn thường đã chia sẻ một số những cái clip À, phỏng vấn với các bạn rồi Thì các bạn thấy được là thường đó những người mà thích ăn hiếp Họ chỉ ăn hiếp một ai đó khi mà họ nghĩ là người đó dễ bị ăn hiếp mà thôi Nhưng mà khi mà họ biết được người đó Ồ oh, thì ra à, là có quen à, một ai đó hay là có anh em gì học cùng trường Nhưng mà rất là bự con thì sẽ không ăn hiếp nữa Thì Black Rock chính là Đại ca các bạn là anh cả <laughs> Cho nên Gail sự đang lùi bước một chút các bạn Nhưng mà còn cái vụ à, đó với lại À, công ty Ripple đó thì tôi nghĩ chủ yếu là họ muốn công ty Ripple đóng tạc nhiều hơn mà thôi và họ muốn công Ripple đó chấp nhận một cái gì đó để họ có thể là công bố cho mọi người là cuối cùng họ là người chiến thắng nhưng mà cuối cùng thì XRP cũng không phải là chứng khoán đó là điều các bạn nên hiểu ở đây nói tới lại SEC đó thì chúng ta hãy nói tới đề tài liên quan tới ETF Thực ra thông tin này được chia sẻ nhiều nhưng mà nó cũng không có mang tính chất gì quan trọng nữa các bạn Stephen Hall, đây là một giám đốc pháp lý của Better Markets các bạn Đây là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động để xây dựng một hệ thống tài chính an toàn hơn cho tất cả người Mỹ Thì đó là sứ mệnh của họ nhưng mà họ đã ra sức thúc giục SEC Hãy từ chối Bitcoin Spot ETF vì nhà đầu tư sẽ bị lừa đảo và thao túng Nói rằng là cái thỏa thuận chia sẻ thông tin Bitcoin Coinbase giữa những cái công ty này cũng sẽ không có nghĩa gì hết thì thường không biết là Steven có gửi lá thư như vậy khi mà thị trường chứng khoán giảm mạnh năm ngoái đến SEC hay là không. Tại vì một trong những điều mà Steven nói là thấy chưa, thị trường crypto đã giảm quá nhiều năm ngoái. Nhưng mà tại sao ông ta lại không nói tới là thị trường chứng khoán à, so với lại cái số lượng tiền trong chứng khoán, đó, cái số lượng mà giảm năm ngoái cũng không hề nhỏ. Có thể nói là nhiều những cổ phiếu lớn mà được nhiều người tin tưởng nó cũng giảm không thui được crypto hết các bạn Nhưng mà tất cả đều không quan trọng đâu, quan trọng là SEC nghĩ gì về đơn của BlackRock mà thôi và ngày mai đây chúng ta cũng sẽ có một cái thông tin quan trọng ngày mai của thuận tối nay của các bạn đó chính là liên quan tới CPI như các bạn đã biết đó là CPI sẽ được công bố vào lúc 5 giờ rưỡi sáng ngày mai tại Cali và lúc đó Thuần vẫn đang ngủ nhưng mà team của thuận sẽ update ở trên Telegram và ở trên Facebook fanpage À, thì các bạn nên xem hai nơi đó tại vì à, lúc đó thường đang ngủ cho nên chúng sẽ không có thể nào mà cập nhật Twitter và cái Facebook cá nhân được nhưng mà chúng ta sẽ thấy thông tin này được chia sẻ trước khi mà thị trường chứng khoán mở cửa và ngược với lại những lần trước đó, kỳ này chúng ta thấy được ước tính CPI sẽ tăng chứ không có phải là giảm và sẽ tăng lên tới 3.3% so với lại trước đó là 3.0 đó là ước tính hiện bây giờ và core CPI đó thì sẽ giảm các bạn nhưng mà giảm 0.1% mà thôi từ 4.8 xuống còn 4.7 thì tại sao mà chúng ta lại nghĩ là CPI sẽ tăng ngày mai tại vì các bạn thấy là một những yếu tố lớn chính là dầu và giá dầu đã tăng trở lại rồi cho nên thông thường hay chia sẻ hàng ngày với các bạn giá dầu đã có sự tăng trưởng À, chúng ta cũng có thể thấy được đây là một chuyện lần hiếm hoi mà ngay cả ở trên Truflation đây là một công ty tư nhân thống kê phần trăm lạm phát thì à, các bạn thấy được trong vòng một tháng qua họ cũng ước tính là không có giảm bao nhiêu hết à, tuy là cũng thấy giảm từ 2 xuống còn 233 nhưng mà nói chung đó thì hàng tháng chúng ta vẫn thấy chỉ số này xu hướng giảm và cái con số 2.33 này là không có ảnh hưởng gì đến chỉ số CPI hết tại là cái ước tính của họ mà thôi nhưng mà nói chung thì tháng này khả năng có thể thấy là CPI sẽ tăng nhưng mà quan trọng hơn nên nếu như mà chúng ta thấy chỉ số CPI tăng trở lại mức là 3.3% thì vẫn sẽ ok các bạn tại vì mọi người đều có ước tính như vậy nếu như mà chỉ số CPI mà hơn 3.3 thì sẽ rất là xấu tại vì Fed có khả năng lại phải tăng lãi suất nữa nếu như mà chỉ số CPI ngày mai mà dưới 3.3 thì sẽ là một ngày tốt nhưng mà quan trọng hơn chúng ta muốn tiếp tục thấy chỉ số core CPI giảm xuống 4.8 giảm xuống còn bao nhiêu ngày mai chúng ta sẽ biết hay là tối nay Việt Nam Và thường cứ đọc một số thông tin thì thường cũng đã chia sẻ với các bạn Một trong những cái lý do tại sao mà PayPal lại nhanh chóng ra mắt PayPal USD Thì một lý do đơn giản nhất đó là lợi nhuận Chúng ta hãy lấy Tether làm ví dụ đi Thì các bạn đã biết là Tether đó đã công bố lợi nhuận quý 2 Quý 2 thôi các bạn nghĩ là trong vòng 3 tháng Họ đã có cái lợi nhuận là 800 50 triệu đô la các bạn 850 triệu đô la và hiện bây giờ họ đang có 72 tỷ đô la công trái phiếu Hoa Kỳ Thì nếu như mà chúng ta nhìn vào các hoạt động của Tether hiểu đơn giản nhất là những nhà đầu tư mà họ muốn có đồng Tether trên sàn à, thì một là họ tự thu mua Tether như mình với số lượng lớn đó, thì họ sẽ đưa đồng USD, đồng đô la cho công ty Tether Giới sư các bạn là một cái sàn để các bạn mới mở thì các bạn sẽ đưa tiền cho công ty Tether Công ty Tether sẽ in ra đồng USDT dựa theo số tiền các bạn gửi cho họ và Tether sau đó sẽ lấy cái số đồng đô la đó đi mua công trái phiếu rồi các bạn thấy là họ sẽ ngồi đó lấy lại hàng tháng họ đâu có chia lại cho những người mà đưa tiền cho họ đâu đây là một cái thu nhập mà rất lớn đối với Tether các bạn cho nên các bạn thấy được là họ có thu nhập khủng như vậy 850 triệu đô la trong quý 2 và họ đang lưu trữ 72 tỷ đô la công trái phiếu và chúng ta có thể thấy được là ngay cả khi mà các bạn không muốn lưu trữ đồng USDT nữa Các bạn gửi đồng USDT đó trở lại cho công ty Tether Thì Tether vẫn tính cái phí hoàn tiền như là Redemption Tether trả lại USDT cho nhà đầu tư Nhưng mà sẽ tính cái phí Redemption là khoảng 0.1% Như là họ ăn cả hai đầu luôn các bạn Khi các bạn đưa tiền cho họ, họ mua công trái phiếu Thì các bạn trả tiền cho họ, họ đưa tiền lại cho các bạn Nhưng mà trừ đi 0.1% và mỗi tháng họ kiếm khoảng chừng là 283 triệu đô la các bạn đây là một mô hình kinh doanh stablecoin cực kỳ hấp dẫn và đương nhiên Tether là đồng mà có vốn hóa lớn cho nên họ có thể là có lợi nhuận nhiều như vậy nhưng mà các bạn thấy được là con số này chứ dù là phân nửa đối với lại PayPal cũng rất là hấp dẫn khi mà chúng ta nhìn thấy được là cổ phiếu PayPal đó là một trong những cổ phiếu mà từ đầu năm tới bây giờ vẫn còn đang âm các bạn âm 12.92% à, trong khi mà nhiều công ty đã họ phục lại PayPal thì không phải và họ cần phải có thu nhập và đây là một trong những cách mà thường nghĩ là họ nghĩ ra có thể kiếm được thu nhập Và có cái rủi ro thấp miễn là họ quản lý rủi ro mà thôi Cái rủi ro của Tether hay là rủi ro của công ty PayPal đó Khi mà hoạt động như thế này Đó chính là nếu như mà có nhiều người tới rút ào ạt Thì công ty Tether họ phải bán công trái phiếu Và bây giờ công trái phiếu phần lớn nó có thể đang lộ các bạn Tại vì lãi suất tăng cao khiến cho giá công trái phiếu giảm xuống Miễn là họ có thể tiếp tục trả cho những đầu tư thì sẽ không vấn đề gì tại vì khi mà đến hết hạn thì công trái phiếu sẽ không bị lỗ nữa à, cũng giống như là các bạn thấy được ngân hàng khi bạn gửi tiền thì họ ngân hàng phải tính toán là khả năng bao nhiêu phần trăm người tới rút tiền phần còn lại họ cho vay khi mà có quá nhiều người tới rút tiền ngân hàng sẽ gặp hiện tượng bank run thì những công ty này cũng sẽ như vậy đó là cái rủi ro họ phải quản lý nhưng mà đối với lợi nhuận thì quá tốt các bạn tại vì chúng ta có thể thấy được là công ty paypal đó cái cổ phiếu của họ cái mức cao đó là tháng 3 năm 2021, lúc đó cổ phiếu của họ là gần như là 300 đô các bạn, 291 đô. Bây giờ cổ phiếu của họ chỉ có 62 đô mà thôi. Và thêm một ví dụ nữa, đây là cái ví dụ đến từ PayPal các bạn. Chúng ta có thể nhìn thấy được là công ty PayPal trong cái tài liệu này đó là trong quý 2 mà thôi, nghĩa là cũng như là công ty Tether trong vòng 3 tháng quý 2. Chúng ta nhìn thấy được là cái lợi nhuận có được từ giao dịch của công ty Coinbase cái sàn này đã kiếm được 374 triệu đô la trong quý 2 đó chính là cái phí giao dịch trong khi mà cái tiền mà họ kiếm được từ công trái phiếu các bạn hay là kiếm được từ việc là họ mua trái phiếu đó để mà lấy lãi là 240 triệu các bạn cứ nghĩ đi kinh doanh thật sự chỉ kiếm được có 374 triệu trong khi mà cái tiền mà họ có được từ công trái phiếu là 240 triệu và cái tiền này họ có từ đầu các bạn tại vì công ty Coinbase là công ty liên quan đến công ty Circle và có đồng ổn định là USDC và đương nhiên cũng như là Tether đồng USDC đó lấy đồng đô la để mà đi mua công trái phiếu rồi ở đó chờ đợi tới tháng lấy lãi và các bạn thì được là một phần lãi đó trả cho về Coinbase vì đây là một nhà đầu tư của công ty Circle thì các bạn đã thấy được là cái lợi nhuận khi mà kinh doanh stablecoin đó là cao cỡ nào cho nên đây là một trong những cái cái hoạt động rất là hấp dẫn các bạn cho nên PayPal mới nhanh chóng tham gia vào như vậy rồi chúng ta cũng có cái thông tin ngày hôm nay đó là công ty Coinbase đã chính thức ra mắt Base, các bạn Tuy là các bạn thấy được là trước đây đã có một số những drama liên quan tới đồng meme coin trên base à, Đã được tăng nhanh rồi giảm nhanh Nhưng mà ở lúc đó đó là cái mạng lưới của Coinbase vẫn chưa thực sự là ra mắt Bây giờ đã ra mắt rồi Và mạng lưới base của, của công ty sẽ là mạng lưới tầng 2 của Ethereum Và thật ra kế hoạch này đã có từ rất lâu rồi Đây là một kế hoạch bao gồm 4 bước và nhiều người cho đây là bước 3.5, nghĩa là Coinbase đã sắp sửa hoàn thành kế hoạch của họ rồi Các bạn được là họ đã đưa ra một kế hoạch vào năm 2016 Và thường cũng nên chia sẻ với các bạn tại sao mà trước đây đó và bây giờ thường có nhiều lòng tin Nhất là trước đây, khi mà các bạn đã thấy là nhiều người không tin tưởng Ethereum Nhiều người cho Ethereum là mạng lưới lỗi thời Những lúc mà các bạn thấy là nhiều người không có quan tâm đến, thường vẫn có lòng tin Tại vì lúc đó Thuận rất có lòng tin với là Coinbase các bạn Tại vì Coinbase là một chuyện công ty gây dựng ra rồi sau đó họ chỉ ủng hộ Ether mà thôi Cho nên các bạn thấy được là một thời gian dài đó Ethereum là đồng nền tảng duy nhất ở trên Coinbase Không có những đồng khác, ngay cả Cardano cũng không có luôn các bạn à, Và lý do tại vì Coinbase đứng sau lưng ủng hộ Ether Và đã từ lâu đó họ đưa ra bốn bước và họ đã có một cái cách nhìn trong tương lai đó thì uh, Ethereum sẽ giống như là một cái App Store các bạn thì được là App Store là nơi mà nhiều người có thể là cung cấp những cái ứng dụng trên đó thì Ether cũng sẽ là như vậy và Coinbase nghĩ là mình sẽ là một phần của Ether nhưng mà họ lúc đó có thể là vẫn chưa có ra cái ý định cụ thể nhưng mà bây giờ đã có rồi các bạn mạng lưới base này đây là mạng lưới tầng hai của Ether và không có token riêng như vậy thì Coinbase gây dựng để làm cái gì các bạn thì cái mà họ muốn đó là gây dựng một cái mạng lưới tầng hai mà nó có sự tập trung hơn, được quản lý hơn và nó sẽ có những cái quy định ở trên đó. Có nghĩa đây là mạng lưới tầng hai mà nếu các bạn là một công ty như là một ngân hàng, các bạn là một tổ chức đầu tư forward, các bạn muốn gây dựng một cái ứng dụng để được sử dụng trong hệ thống tài chính thì các bạn sẽ sử dụng mạng lưới base. Tại vì đây là mạng lưới mà nó sẽ có nhiều cái lập trình liên quan tới đi theo quy định KYC, những cái thứ đó sẽ có trên mạng lưới của base chứ không có trên mạng lưới khác điều thứ nhì nữa đó là con base nghĩ là sớm muộn gì họ cũng sẽ kết nối cái sàn của họ trực tiếp với cái ví trực tiếp với lại những cái ứng dụng đó các bạn có nghĩ đi các bạn có thể là sử dụng một ứng dụng yield farming hay gì đó trên mạng lưới của base à, các bạn có thể là bây giờ nói ồ mình không có sẵn ethereum thì như thế nào các bạn có thể sử dụng mạng lưới của base trực tiếp mua Ethereum từ ngân hàng của mình kết nối với lại sàn Coinbase và các bạn sẽ có token ngay lập tức thì đây là một cái sự rất là tiện lợi và đương nhiên bán cũng xanh được như vậy và Coinbase sẽ đứng chính giữa để mà ăn phí giao dịch và họ kỳ vọng mạng lưới base này sẽ là mạng lưới mà thu hút rất nhiều giao dịch trên đó và sẽ là mạng lưới mà rất lớn sau này. Ngay cả bây giờ các bạn mạng lưới Base này đã có khoảng chừng là 139 triệu đô la lóc lại. Có nghĩa là nếu như tính theo tầng 2 của Ether thì đây đã là mạng lưới lớn thứ năm rồi. Và Coinbase cũng đã đưa ra một cái thảo sát rất là thú vị liên quan tới những người ở New York Tại vì các bạn biết là New York là một trong những nơi mà rất gắt giao và được crypto Mặc dù như vậy đó, 19% của người dân New York đang lưu trữ crypto hiện tại Và ở New York đó, thì các bạn đã biết là có một thị trưởng rất là yêu thích crypto Đó chính là Eric Adams Và các bạn thấy là trước đây đó, thì ông cũng đã tuyên bố là ông sẽ à, lấy tiền lương của mình là một thị trưởng Ít nhất là khoảng chừng là ba cái phần lãnh lương là sẽ lãnh lương bằng crypto trực tiếp Thì Eric Adams là một trong những người mà bây giờ chúng ta cũng ít nghe nói tới nhưng mà ý tôi muốn nói là không phải ai ở New York cũng không thích crypto các bạn Vẫn có những người làm chính trị ở New York yêu thích crypto Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Trong video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu ưu đại dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách ta bấm vào cái link bên dưới video này để nhận được những bonus như là các bạn có thể được giảm phí dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance và một số dịch vụ khác cho các bạn như trên màn hình nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch tên thì cho nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn